chơi ở trong công viên, những cái trò chơi cảm giác mạnh. Ủa, giống mấy rau bạch tuộc ha. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Bằng sẽ đi rửa cái xe tự động, quay cho mọi người cùng xem. Cái giá hôm trước rửa hình như là 6-7 đô gì đó. Cái này cái máy nó rửa, mình sẽ chạy vô trong cái chỗ mà nó cái băng chuyền nó tự nó kéo xe mình vô trong cái máy đó, nó rửa sạch xong rồi sau đó nó đưa ra ngoài. Mình ngồi im ở trong xe luôn. Và bây giờ sẽ quay cho các bạn coi cái trình tự để mình vô mình rửa cái xe này. Mình phải vô mình mua cái phiếu. Sau khi mà rửa xong thì mình sẽ ra đây mình hút bụi, mình tự làm luôn. Không biết hôm nay có lên giá không? Hồi trước có 6-7 đô gì thôi. Rồi, đây. Đây là cái máy để mình trả tiền nè. Trả tiền trước ở đây. Đó. Đây lên giá hả? Single watt mua 2 tặng 3. Mua 2 lấy được 3. Đây. The regular one. Silver. Silver? Yeah. Ở đây nó có 3 loại. What? Any upgrade or no? No. No. Thank you. Ồ, 7 đồng mà có coupon người ta miễn cho mình còn có 5 đồng à. Bây giờ mình sẽ chạy vô trong cái máy để họ rửa mình đây. Trong đây sẽ có một cái người để họ hướng dẫn mình chạy vô cho nó ngay cái băng chuyền á. Ok, rồi họ kêu mình vô rồi đó. Có ông anh ảnh đang xịt sơ cái lớp nước cho nó bay bớt bụi á, rồi sau đó mình mới đi vô trong cái máy. Từ cái chỗ này là mình không cần phải làm gì hết, máy nó làm hết. Anh này anh xịt để cho nó bay bớt một cái lớp bụi ra. Rồi, cái xe đó đang bắt đầu chạy các bạn. Nó sẽ qua cái lớp nó phun xà bông. Đó xà bông rồi bắt đầu được phun rồi. Rồi hết thấy gì luôn. Phù dơ quá trời luôn. Xe này của em mấy tháng em mới rửa một lần. Đây xe cũ nên là em không có rửa thường xuyên. Giống như đang đi chơi ở trong công viên. Những cái trò chơi cảm giác mạnh. Ủa, giống mấy rau bạch tuộc ha. Này phải nhớ đậy nắp cho kính nha, chứ không là nước đi vô trong là phiền lắm luôn á. Như nó xịt một lớp dầu bóng lên á, bước ra cái xe mình nó bóng lửa à.
cuối cùng là nó sẽ có một cái máy thổi gió, nó thổi cho bay bớt nước. Đó, nó đang thổi đó. Chà. Chưa tới 5 phút. Siêu tốc luôn, rửa xe siêu tốc. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình đậu xe vô mấy cái khu hút bụi này, mình tự mình hút bụi. Dạ, cái rửa xe này thì nó có tới 3 loại lận các bạn. Có kim cương, vàng với bạc.
mình rửa cái bạc rẻ có 7 đô thôi, nhưng mà nó giảm giá còn có 5 đô à. À, theo mình đánh giá thì cái này nó rửa cũng không có sạch lắm đâu. Cái gì mấy cái vết bụi mà lâu nè, nó vẫn không có tẩy hết được. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng sạch sẽ. 5 đô vậy là ok quá rồi. Ok, thôi bây giờ đi thôi. Bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.